Truyền thông Liban đưa tin máy bay chở 55 tấn hàng viện trợ và thuốc men y tế đã tới nước này. Đây là nỗ lực cung cấp viện trợ do Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc UNHCR phối hợp thực hiện. Đại diện của WHO ở Liban cho biết, các cơ quan của Liên Hợp Quốc cam kết hỗ trợ Liban và người dân nước này, cũng như cung cấp các biện pháp giúp giảm bớt áp lực cho những người yếu thế ở Liban. Italia cũng đã cấp 17 triệu euro, tương đương khoảng 18,65 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ dân thường bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở Liban. Anh đang tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Liban với thêm 10 triệu bảng Anh, khoảng 13,12 triệu đô la Mỹ. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF kêu gọi cộng đồng quốc tế huy động hỗ trợ nhân đạo và đảm bảo các tuyến đường tiếp tế vào Liban vẫn thông suốt, cho phép cung cấp viện trợ cứu sinh nhanh chóng và an toàn cho trẻ em có nhu cầu. Tuyên bố cũng kêu gọi lệnh ngừng bắn khẩn cấp và bảo vệ trẻ em từ tất cả các bên.